Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình lại giới thiệu anh em món hàng của hãng GPX T-Win 250. Tên xe là T-Win 250 nha. Mẫu xe giá rẻ của Thái Lan. Nó ra mắt được vào khoảng năm 2020 nha anh em. Xe này khá là rẻ mà kiểu dáng khá là hầm hố nha. Cô cũng nghe rất là hay. Mẫu này thì bên mình bán rất là chạy. Đó, hôm nay mình về được một con màu đen, đăng ký 2020, đi có 5.000 mấy trăm cây thôi. Đó, đồ chơi thì cũng được khá khá. Đang nổ máy luôn cho anh em nghe thử bô. Vừa mới rửa xong. Đồ chơi thì có được cái chống đổ trước này, chống đổ khung cực kỳ chắc chắn. Đằng sau thì có ba ga và đầu lưng cộng hai cái túi da. Ngoài ra là nguyên zin hết. Đi có 5.000 mấy trăm cây thôi. Biển 62 Long An, 9 nút. Con này bên cửa hàng mình đang để cho anh em với giá là 59.500.000 thôi nha. Bình xăng đã được bọc keo rồi, bóc ra là như mới. Ô tô đây 5.893 km. Mọi chức năng là hoạt động bình thường hết nha. Mấy con xe lướt này dễ tả lắm. Đây, ốc tán này, anh em thể thấy nhá, mực xanh mực đỏ, gầm máy các kiểu này. Vừa rửa xong mình mới xịt dầu để dưỡng cho nó bóng lên một xíu. Mới rửa luôn, máy đang nổ. Có năm mươi mấy triệu thôi, đã có phần khối lớn chơi rồi anh em ạ. 250, hai máy. Giá em này là 59.500.000 nhá. Anh em nào có nhu cầu mua bán các dòng mô tô thì cứ alo qua số điện thoại của mình nhé, mình sẽ tư vấn cho anh em. Anh em nào muốn bán cũng vậy, add Zalo mình ha, rồi gửi hình ảnh qua mình bấm giá cho anh em nhé. Ốc tán này. Đó. Rồi, ok. Clip thì dừng tại đây thôi. Xe nó quá lướt rồi, không có gì phải bàn cãi. Anh em có nhu cầu mua bán alo qua số điện thoại mình tư vấn cho anh em nhé. Cảm ơn anh em đã coi những clip.